Chúc anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Trước khi đến những bản tin, đó là chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và nhiều sự tốt đẹp và may mắn sẽ đến cho các quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái vấn đề, cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky làm thế nào để kết thúc cuộc chiến. Chúng ta đều biết là Tổng thống Zelensky ông ta đang có một cái ước mong, đó là kết thúc cuộc chiến tranh vào năm 2025. Nguyên nghĩ là không có riêng biệt về Tổng thống Zelensky đâu. Nguyên nghĩ là cả toàn cầu trên thế giới đều muốn cuộc chiến tranh nó chấm dứt. Vì nó đã kéo dài quá lâu và nó đã dẫn đến nhiều sự thiệt hại. Sự thiệt hại này nó không riêng biệt vì cho Ukraine hay là cho Nga, mà phải nói là cái sự thiệt hại cả toàn cầu. Cuộc chiến tranh này nó bùng phát vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ngay lập tức nó đã dẫn đến cái cuộc lạm phát cả toàn cầu trên thế giới. Ngay lập tức thì các quý vị thấy là cái giá cả thị trường trong 2-3 năm vừa qua nó đã tăng lên 30%. 30% không hề nhỏ. Khi lúc đó cái mức lương chúng ta thì tăng chưa đến 5%, mà lạm phát đã tăng 30%. Và tình trạng cuộc chiến tranh kéo dài thì lạm phát tiếp tục leo thang. Đặc biệt là chiến trường tại Trung Đông đang bắt đầu bùng phát. Dấu hiệu cho thấy thảm họa, khủng hoảng về kinh tế đang trước mắt chúng ta. Nên ai cũng muốn cuộc chiến tranh Ukraine và Nga chấm dứt. Mà làm bằng cách nào đây? Làm sao chấm dứt? Các quý vị biết là có rất là nhiều người nỗ lực trong thời gian vừa qua tìm đủ thứ biện pháp hết. Trong đó đầu tiên nhất chúng tôi nói là Tổng thống Pháp của Nguyên. Rồi cái người thứ hai đó là phía bên Thổ Nhĩ Kỳ, đó là ông Erdogan. Nói chung là rất là nhiều người. Mình lặp đi từng người một thì không thể nào đếm xuể. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái sự nỗ lực của họ đó trong thời gian vừa qua đó, nó đều thất bại hết. Không có người nào thành công cả. Và đợt này thì người ta đang đặt cược trên một cái gián cược, đó là cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky. Chúng ta nghe rất là nhiều, chắc các vị nghe cũng nhiều, đọc báo chí cũng nhiều, nhưng thực tế thì chúng ta rất là mơ hồ. Cái kế hoạch này như thế nào? Hiện bây giờ thì chúng ta nghe được công khai là kế hoạch này nó có 5 điểm. Nhưng thực tế nó không phải là 5 điểm các quý vị ạ. Nó là 8 điểm. Chỉ có điều là nó có 3 điểm kia, đó là 3 điểm an ninh quốc phòng. 3 điểm không thể để cho kẻ địch biết. Nên là được không được công khai mà thôi. Không được công khai mà thôi. Chứ không phải là chỉ có 5 điểm. Người ta nghe nó 5 điểm nhưng thực tế là 8 điểm. Và 5 điểm ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã trình bày. Thứ nhất là tại đất nước của mình, tại quốc hội của mình, để cho các quý vị biết là cái vấn đề mà 5 điểm hòa bình quốc hội Ukraine vẫn chưa biết. Chính quốc hội Ukraine vẫn chưa biết. Sau đó thì Tổng thống Zelensky mới trình bày của ngày hôm nay tại đất nước Bỉ, Brussels, trong một cái buổi họp liên minh NATO do phía bên đại diện của NATO mời và châu Âu mời. Sự hiện diện của Tổng thống Zelensky để trình bày với quốc gia đồng minh. Vậy thì Trung Nguyên mạng phép chia sẻ cùng cô chú anh chị em những cái điểm như thế nào, mong đợi của Tổng thống Zelensky làm cách nào để chấm dứt cuộc chiến. Với cái tựa đề ngày hôm nay là đất nước Ukraine lớn mạnh, sẵn sàng mở cánh cửa đàm phán. Thì đầu tiên nhất sáng ngày hôm nay rất là sớm, quốc hội của Ukraine đã có buổi họp. Tổng thống Zelensky đã trình bày cái kế hoạch hòa bình của mình. Tất nhiên có được cái sự ủng hộ rất là nồng nhiệt đến từ trong quốc hội. Tất nhiên cũng có những người phản đối. Tất nhiên là những các người biết là chúng ta sống trong một quốc gia tự do. Ukraine cũng là quốc gia tự do, có nhiều đảng phái đối lập. Và những đảng phái đối lập thì họ không có hài lòng cho lắm cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky. Họ cho rằng nó không phải là họ ghét bỏ gì cả, và họ cho rằng không có gì mới mẻ lắm. Họ thấy cái kế hoạch nó cũng vậy, không có cái gì thay đổi. Chỉ có những cái nhu cầu cho đồng minh nhiều hơn. Trong cái kế hoạch như thế này, thứ nhất, 5 điểm sau đây cho Nguyên mạng phép chia sẻ với các quý vị với những chi tiết cụ thể. Điểm thứ nhất là Ukraine phải được mời vào NATO. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Ukraine phải được cho phép dùng hỏa tiễn tầm xa tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, phải ép Putin ngồi lại trên cái bàn đàm phán công bằng của hai quốc gia. Điểm thứ tư,
phải thúc đẩy cái nền kinh tế của Ukraine sống trở lại để trả nợ những cái gì đã thiếu nợ của thế giới. Và điểm thứ năm là sau cuộc chiến phải có một cái cam kết bảo đảm an toàn, hòa bình, lâu bền. Đây là năm điểm. Tất nhiên là năm điểm này chúng ta không nhận được những cái chi tiết sâu sắc hơn, vì những chi tiết sâu sắc hơn nó được bảo vệ trong vấn đề an ninh quốc gia. Chúng ta chỉ biết cái nội dung và cái tựa đề của năm điểm mà người ta mổ xẻ sáng ngày hôm nay tại quốc hội. Thì năm điểm này ở trong đó nó có vài điểm mà Nguyên cần phải nhấn mạnh. Điểm thứ nhất đó là khó khăn là làm sao ép Putin lại ngồi cho cái bàn đàm phán đây. Khi lúc đó chúng ta thấy được là trong giai đoạn này Putin không muốn. Vì giai đoạn này đối với Putin đàm phán nó không có lợi. Trong một cái giai đoạn mà khu vực kết Ukraine đang giữ lấy, đối với Putin đàm phán bây giờ nó không có lợi. Putin đàm phán khi nào đánh lùi Ukraine ra khỏi khu vực kết và không còn có cái gì để cho Ukraine trao đổi, thì trong cái cuộc đàm phán nó mới có lợi cho Nga. Nga mới đặt ra những yêu sách mà mình cần thiết. Nên là hiện bây giờ đã có những người gợi ý là vấn đề trao đổi lãnh thổ, có nghĩa là Ukraine rời khỏi vỡ khu vực kết, Nga rời khỏi những khu vực khác để trao đổi lẫn nhau và tìm một cái chỗ nào đó để chúng ta thỏa thuận. Nhưng hiện giờ Putin không muốn, vì Putin đang đánh cược với cái thời gian là bầu cử tại Hoa Kỳ. Putin còn đang chờ đợi Bắc Trump quay trở lại sẽ làm khó dễ vấn đề viện trợ cho Ukraine. Thời gian chỉ còn vài tuần nữa, không có lý do gì đàm phán bây giờ. Kết quả bầu cử của Mỹ chưa biết ai là tổng thống, chờ đợi thêm một chút nữa, không có cái gì phải vội. Nên là bây giờ làm sao ép Putin, đó là không bao giờ được. Nên là cái kế hoạch của tổng thống Zelensky, cái khó đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai là muốn ép Putin phải làm cho Putin bại trận, mà muốn bại trận thì NATO và châu Âu phải viện trợ vũ khí nhiều hơn, đặc biệt là cho phép tấn công sâu trên lãnh thổ. Đến bây giờ thì chúng ta thấy lập trường của Mỹ vẫn còn do dự cái điều đó. Không riêng việc về Mỹ đâu, Pháp và Đức, đặc biệt là Pháp và Đức hoàn toàn không ủng hộ luôn. Nên là chúng ta thấy được là trong cái năm điểm đã có hai điểm khó rồi. Những cái điểm kia thì nó không khó đâu các quý vị. Những cái điểm mà bảo đảm cho Ukraine khơi lại cái nền kinh tế của Ukraine vân vân, cái đó không khó, cái đó không khó. Cái khó nhất là ép Putin trên bàn đàm phán. Thứ hai là phải chấp thuận cho phép Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ. Đây là hai điểm Nguyên nghĩ là mấu chốt. Mấu chốt. Nhưng mà đáng tiếc thay thì các quý vị cũng biết đó là trong một cái bối cảnh tới bây giờ đó thì phía bên liên minh đó, đồng minh đó, vẫn chưa có chấp thuận. Nên đối với Nguyên là hai cái điểm này đó, là hai cái điểm mà nó đang khó khăn nhất cho Ukraine. Đây là trong những cái vấn đề mà Nguyên nghĩ là cần phải nghiên cứu nhiều hơn, Ukraine phải cần nghiên cứu nhiều hơn. Do đó là hai điểm mà Nguyên thấy nó lại có một cái vấn đề. Và bây giờ thì ngoài hai điểm ra còn ba điểm bí mật, thì Nguyên nghĩ là những cái điểm này chúng ta không biết. Cái vấn đề không biết thì Nguyên mạn phép không nói. Sau khi cái trình bày tại Quốc hội xong thì Tổng thống Zelensky sẽ bay đến Brussels, thành phố Bỉ, và sẽ gặp rất là nhiều, ngoài nguyên thủ quốc gia thì gặp đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nhiều quốc gia để tham gia. Qua cái lời mời của ông Charles Michel là cố vấn ngoại giao của phía bên Liên minh châu Âu, và cả luôn cái lời mời của ông Tổng thư ký của Liên minh NATO, đó là ông Mark Rutte bây giờ, thì Tổng thống Zelensky phải thuyết phục cho bằng được những cái quốc gia đồng minh của mình về cái kế hoạch của mình và để cho họ ủng hộ. Các vị thấy rõ đây là những cái kế hoạch này nó khá là bí mật. Từ lúc mà thiết qua bên Mỹ, sau bên Mỹ, sau gần đây thì đi cái chuyến công du ở tại châu Âu, thì gặp Đức, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh Quốc, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Italy vân vân, đã gặp những cái khuôn mặt lớn. Nhưng cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky còn rất là nhiều người chưa biết, rất rất là nhiều người chưa biết. Nó là cái kế hoạch này á, trình bày đó, Nguyên thấy á, cần có nhiều người loan tả hơn. Thì cái lý do đó mà ngày hôm nay đó ở tại Bỉ đó, Tổng thống Zelensky phải có những cái lời ăn nói thuyết phục tối đa, thuyết phục cho đồng minh chấp thuận những cái kế hoạch của mình và làm sao đồng minh viện trợ cho mình tối đa luôn. Ở tại Bỉ ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đang, người ta đang chờ đợi được bao nhiêu người ủng hộ.
trong liên minh bao nhiêu người đã lên tiếng giúp đỡ. Đó. Nói đến giúp đỡ ngày hôm nay thì có một cái quốc gia ở rất rất là xa. Xa ơi là xa. Một cái quốc gia hài hòa dễ thương, Úc Châu. Cái vấn đề thì Úc Châu ngày hôm nay đã lên tiếng yểm trợ cho Ukraine. Úc Châu sẽ gửi cho Ukraine tổng cộng là 41 chiếc xe tăng Abraham, là loại model cũ rồi. Nhưng mà Úc Châu tút lại, có nghĩa là tu bổ lại nha, của Mỹ, sản xuất của Mỹ đó. Cái là 49 chiếc, nó là cái đời cũ, là đời một. Nhưng nó sẽ được tu bổ tăng trang đời mới theo của Úc Châu. Sau khi tân trang mới tút đẹp đẽ trở lại, đó không, sơn phết lá cờ của Ukraine đầy đủ xong thì mới gửi cho Ukraine. Thì đây cũng phải nói là cảm ơn Úc Châu, quốc gia rất là hài hòa. Một cái quốc gia mà các quý vị cũng biết là từ đó tới giờ họ không có bận tâm với chiến tranh cho lắm. Nhưng cỡ này sự hung hăng của Trung Quốc, sự hung hăng của Trung Quốc nên là họ mới bắt đầu xen vào nhiều việc. Chứ ngày xưa Úc Châu không. Thực chất là ngày xưa Úc Châu là người ta bận tâm về kinh tế không à. Nhưng mà từ lúc mà ông Trung Quốc ổng hung hăng quá, ổng hung dữ quá nên là chánh quyền của Úc Châu bắt buộc và bắt đầu Úc Châu có can thiệp vào ở khu vực Á Châu, bây giờ cả luôn vấn đề của Ukraine. Đây không phải lần đầu tiên Úc Châu giúp đâu nha. Úc Châu đã gửi rất là nhiều xe bọc thép cho Ukraine, loại xe bọc thép tốt của Úc Châu đó, rất là tốt. Nhưng đợt này thì trong một cái tình trạng ngày hôm nay thì Úc Châu gửi bổ sung thêm cái số lượng xe tăng Abraham 1. Cảm ơn Úc Châu nhiều. Ngoài Úc Châu ra thì Tổng thống Joe đã đưa ra cái gói trợ cấp cho Ukraine. Cái gói trợ cấp 425 triệu đô la. Đó. Thì cái gói trợ cấp này á, là nó phần lớn là liên quan đến vấn đề đạn dược và cái loại hỏa tiễn phòng không mà Ukraine đang cần. Cái gói trợ cấp này nó không có lớn nha cho các quý vị. Cái gói trợ cấp này nó không có lớn bởi vì Mỹ còn đang sở hữu 7 7 tỷ 9 mà Mỹ chưa có gửi. Mỹ là cam kết sẽ gửi nhưng mà cuối cùng tới ngày hôm nay thì bởi vì bận việc, bởi vì vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ nên là Mỹ chưa có gửi. Mỹ chưa có gửi vì lý do, nhiều lý do, bầu cử tại Mỹ nè, vấn đề Trung Đông nè, đó là tổng thống Joe bị chi phối nên cái vấn đề của Ukraine đã bị chậm trễ. Nhưng bởi vì ngày hôm nay Liên minh NATO có buổi họp nên là ông ta đã gửi một cái gói trợ cấp 425 triệu đô la cho Ukraine. Thì Tổng thống Zelensky đã có cái lời cảm ơn, tất nhiên là người ta giúp đỡ mình mà. Cái điều đó là, nhưng mà thực tế thì nếu mà có sự hiện diện của bác Joe của ngày hôm nay ở tại Mỹ thì nó càng tốt hơn. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà bác Joe đã không còn có thời gian nhiều nữa, còn vài tháng nữa thì chúng ta đều biết là bác Joe đã không còn phải là tổng thống Hoa Kỳ nữa rồi. Nếu mà trong giai đoạn này bác Joe nỗ lực thêm giúp đỡ cho Ukraine, cái điều nó rất là tốt. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đó là những cái gì mà bản tin liên quan đến những buổi họp, những cái gói tiền giúp đỡ các quý vị đã nhận được rồi. Thì chúng ta đi qua những bản tin khá là gây sốc để chúng ta biết được những cái sự việc nó đang diễn biến ra giữa Ukraine và Nga như thế nào. Thì bây giờ chúng em tiếp tục cái bản tin kế tiếp, đó là cái cuộc tấn công của Ukraine sâu trên lãnh thổ của Nga. Ngày hôm nay thì có một chuyện lạ, đó là cái căn cứ không quân ở gần thủ đô mấy chục cây số, không xa lắm, đã bị bốc cháy. Hiện bây giờ vẫn chưa rõ, người ta thấy cái ngọn lửa từ xa, khói từ xa được người dân Nga quay và chia sẻ lên Telegram. Hiện bây giờ vẫn chưa rõ là nguyên nhân và lý do cụ thể nó như thế nào. Nhưng theo tình nghi cho biết là cuộc tấn công đến từ Ukraine. Thì các vị biết là từ đất nước Ukraine mà tấn công đến thủ đô Moscow á, nó không phải là một cái đường rất là dài chứ nó không có ngắn. Và Ukraine lại tiếp tục tạo ra những cái thành tích đáng kể với những cái sự thiết bị yếu kém của mình. Nguyên phải dùng một câu chính xác là những thiết bị yếu kém. Dùng máy bay không người lái của mình tự sản xuất và đã tiếp tục tạo ra những cái thành tích ở tại những căn cứ quân sự của Nga sâu trong lãnh thổ gần thủ đô Moscow luôn. Thì cái điều này là một cái điều mà Nguyên thấy thêm một những cái chuyện lạ mà do những cái sự khả năng của Ukraine tạo thành. Nhưng cái bản tin này Nguyên mới muốn chia sẻ với các quý vị nè. Bản tin này là cái bản tin mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đây. Cái bản tin này nó nói thật với chúng ta đó là nhiều khi á, trên chiến trường với kẻ địch đó, chúng ta nhiều khi không sợ cũng không sợ chết, nhưng mà về nhà mới chết.
về nhà mới chết, không chết với kẻ địch nhưng mà chết với anh em, không chết với kẻ địch nhưng mà chết với anh em. Một đại tá của Nga, đại tá của Nga đã phục vụ trên chiến trường cho Nga trong thời gian rất là dài, điều hành lực lượng quân đội trong nhiều mặt trận ở tại Ukraine, được nhiều huy chương anh dũng do chính tay của Putin đã trao tặng. Sau khi phục vụ xong thì trong cái quân đội mà có thời gian được họ quay trở về nhà, thì ông đại tá này mới trở về nhà. Thì ngày hôm nay đang lái xe, giống như xe hơi trước mặt Nguyên nó đang qua lại, đang lái xe bị ba viên đạn bắn, ba viên đạn bắn tử vong. Ngộ ở trên chiến trường ông ta đi lính gần cả 2 năm không chết, mới vừa về nghỉ phép nha, chứ không phải là giải ngũ, ông ta nghỉ phép, mới vừa về nghỉ phép ở tại thủ đô Moscow. Moscow đang lái xe bị xe kế bên mở súng ra bắn bầm 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 3 phát đi luôn. Thì để cho Nguyên nói như vậy là ai bây giờ, hiện bây giờ bên Nga họ đang tìm thủ phạm, họ đang truy lùng thủ phạm, tất nhiên là họ sẽ cáo buộc là do Ukraine làm, nhưng không không các cái vậy à, không, cái này không phải là do Ukraine làm. Ukraine không có đủ khả năng tình báo gián điệp tài ba tới mức độ như vậy. Ukraine không có đủ khả năng ba đầu sáu tay, tài thiên đại thánh biết hết mọi sự việc. Ukraine không thể nào làm được cái điều đó hết. Đây là chính người, chính Nga tiêu hủy Nga vì lợi ích, vì cái gì đó không biết, vì chính trị, vì lợi ích, vì bí mật nào đó, nó đã dẫn đến cái điều đó. Nên tại sao Nguyên nói trên chiến trường chưa chắc chúng ta chết, nhưng mà chúng ta sẽ chết với anh em. Đánh đi lính mấy năm trời chẳng bị gì cả. À các cái vậy. À nhưng mà các cái vậy thấy đó, về tới là ngẫm của tỏi liền. Thì cái điều này nó thường xuyên xảy ra chứ không có. Cái điều đó người ta không hiểu. Hiểu gì, không hiểu lý do tại sao như vậy. Hiện bây giờ thì theo đài của Nga cho biết, sáng ngày hôm nay đó, sau khi cái sự việc đó thì ngay lập tức thì phía bên tình báo của Nga đã điều tra ra cái vụ án này. Thì cái mũi dùi của họ đầu tiên nhất là họ đã chỉ định, khẳng định là do Ukraine là người thực thi. Để làm gì? Để tạo ra cái mâu thuẫn thù địch, nhưng mà thực tế thì không, chính bản thân của trong nội bộ của họ đang có những cái bí mật hay là có những cái sự lợi ích và họ muốn tiêu hủy lẫn nhau. Và cái điều đó thì chúng ta thấy rõ ngày hôm nay trong một cái bối cảnh mà Nguyên nói rồi, kẻ thù mạnh Nguyên không sợ, Nguyên sợ nhất là đồng minh thôi. Nguyên sợ nhất là đồng minh, nên là Nguyên thấy rõ là ngày hôm nay đây là một cái câu chuyện của một vị đại tá của Nga mà ngày hôm nay được báo chí của Nga đang rầm rộ, rất là viral cái bản tin này ở tại đất nước Nga, và nhiều đài của Nga chia sẻ từ sáng đến giờ nó vẫn còn chia sẻ, nó còn vẫn còn đang chia sẻ cái bản tin này. Đó là bản tin mà Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì có một sự đụng độ nhẹ giữa lực lượng của Đức và lực lượng của Nga không quân ở tại khu vực biển Baltic, biển miền Bắc đó. Theo nguồn tin cụ thể của Đức cho biết thì ngày hôm nay là lực lượng máy bay phi cơ của Đức phải cất cánh bay, loại máy bay Typhoon của Đức, loại máy bay Typhoon của Đức đã cất cánh bay để yểm trợ bảo vệ không phận liên quan đến vấn đề không phận của NATO, sau khi họ đã thấy được có loại máy bay IL-20, máy bay dò thám của Nga. Số lượng nó bây giờ Nga còn có vài cái Nguyên không biết cái này nó còn tồn tại được bao lâu nữa nha. IL của Nga đã cất cánh bay và đang có ý định dò thám bước vào, xâm phạm vào không phận, có ý định thôi, có ý định thôi dò thám khu vực biển Baltic, là cái khu vực hiện bây giờ nó đang được nhiều người chú ý. Bởi vì sao? Bởi vì biển Baltic là cái bờ biển sắp sửa đây lực lượng NATO sẽ tập trận vũ khí hạt nhân, và biển Baltic đã trở thành cái pháo đài có thể xung đột với Nga trong tương lai, trong đó nó có tàu ngầm hạt nhân đang đậu ở đó, rồi những tàu chiến đấu của nhiều quốc gia liên minh NATO đang ở đó, rồi những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, của những quốc gia NATO ở đó. Nên là cái sự hiện diện IL của Nga làm cho phía bên NATO họ cho là có phần dò thám. Ngay lập tức thì máy bay chiến đấu của Đức áp sát liền, lên áp sát liền.
À, và kêu gọi là cái anh tránh xa ra một chút xíu, anh đừng có lại gần không phận của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép anh làm điều đó, anh đừng có lại đây mà làm trinh thám mà dò thám cái gì hết á, đi xa ra, không chúng tôi bắn đó nha, chúng tôi bắn nha, chúng tôi không có giỡn chơi. Chúng ta không phải là đang ở trong một cái giai đoạn ôn hòa, chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn kích thích các cái vị, chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn nguyên gọi là giai đoạn nguy hiểm, đó là những cái hành động mà dò thám của anh đó, chúng tôi không có hoan nghênh, chúng tôi không có hoan nghênh, nên là các anh đi xa ra một chút, xa rê xê ra ra khỏi không phận của chúng tôi. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy được là tình trạng mà giữa mà máy bay phi công của Đức, của Mỹ, của Nga xung đột với nhau cỡ này thường xuyên lắm. Gần đây thì các quý vị còn nhớ đó, Mỹ đã cáo buộc là Nga đã dùng máy bay phi cơ chặn đầu đó ở tại khu vực Alaska đó. Đó khi lúc đó thì khoảng tầm 5 chiếc máy bay của Nga bay gần Alaska, thì phi cơ của Mỹ F-16, F-35 mới cất cánh lên để mà quan sát, để bảo vệ không phận của mình. Đó, thì ngay lập tức rồi máy bay của Nga nhận ra cúp qua đầu liền, khiêu khích như vậy đó. Thì cỡ này thường xuyên nó bị xảy ra những cuộc xung đột trên không rất là nhiều. May mắn thay là nó chưa xảy ra tai nạn, mà nó đã từng bắn rồi nhé. Các quý vị thấy được là cái sự xung đột thường xuyên nó đã xảy ra và nó đã có từng nã pháo nha, đã từng nã pháo nha, đã từng máy bay đã từng bắn lộn với nhau nha, chỉ điều là bắn cảnh cáo thôi, bắn cảnh cáo thôi chứ không phải là không có, nó đã từng có, từng có, nhưng mà nó chưa dẫn đến cái cuộc xung đột. Nó đã từng có máy bay không người lái của Mỹ đã từng bị bắn rơi ở Biển Đen mà Mỹ giấu thôi, nhưng mà sau này Mỹ đã thừa nhận, nhưng mà cho rằng là Mỹ bỏ qua cái việc đó chứ không phải là không có, không phải là không có. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em hành động của Nga mà phía bên Ukraine không hề sợ hãi. Theo nguồn tin của phía bên an ninh của Ukraine cho biết, sáng ngày hôm nay Nga đã điều động ít nhất là 4 chiếc tàu phóng hỏa tiễn vào Biển Đen. 4 chiếc tàu phóng hỏa tiễn vào Biển Đen. Và theo những nguồn tin cụ thể cho biết thì có thể là trong những ngày kế tiếp hay trong những giờ kế tiếp thì Nga sẽ phóng hàng loạt hỏa tiễn trên những chiếc tàu phóng hỏa tiễn này vào Ukraine trong những giờ kế tiếp. Nhưng mà người ta hỏi về phía bên Ukraine, họ có lo ngại về vấn đề này không? Chúng tôi không e ngại cái điều đó. À, hỏi tại sao vậy? Ôi, mấy cái phóng hỏa tiễn trên tàu của Nga đó, nó không bao giờ được đạt được tiêu chuẩn hết. À, Nguyên thấy là mấy ông Ukraine hơi bắt đầu khi dễ ông Nga nha. Ở trên hải quân của Nga hơi bị khi dễ. Tuy rằng hải quân của Nga không được tốt so với những gì mà chúng ta nghĩ, nhưng mà cái sự hiện diện những cái tàu phóng hỏa tiễn cũng là một cái điều nguy hiểm. Nhưng mà Nguyên thấy cái sau cái lời phát biểu của ông tướng lãnh của Ukraine đó, thì ông không đánh giá quá cao cái khả năng, và ông không sợ hoàn toàn, ông không để ý luôn, ông không e ngại cái điều đó. Ông biết là 4 chiếc tàu nó đã đến, nhưng mà theo cái báo cáo của ông, khi người ta hỏi ông nói không có gì phải sợ, không gì phải lo, chắc chắn là có thể phóng nó nhưng mà không lo. Không biết là ổng có cái biện pháp nào để tiêu hủy những chiếc tàu đó hay không, nhưng mà thấy cách của ổng chia sẻ đó là ổng không bận tâm lắm, vì ổng cho rằng là cái khả năng tác chiến của Nga ở trên biển không tạo ra được những cái thành tích lớn. Đó là cái suy nghĩ của ông ta. Thì đây là cũng những cái hành động của trên chiến trường ngày hôm nay mà Putin đang điều động. À, cô chú và anh chị em. Thì bây giờ thì cho Nguyên cập nhật tiếp tục những cái sự kiện liên quan đến một chút xíu khu vực cuộc chiến. Mà ngày hôm nay thì Nga vẫn tiếp tục đưa ra những bản tin thật hay giả thì chúng ta cũng không có rõ, nhưng mà Nguyên cũng phải cập nhật cho các quý vị. Ngày hôm nay thì ở khu vực sườn miền miền đông đó, khu vực Donetsk, thì Nga đã tiết lộ thêm rằng là ngày hôm nay họ lấy thêm một cái ngôi làng, họ lấy thêm một cái ngôi làng nữa, họ cho rằng là họ đã thành công tiếp tục. Ngày hôm qua thì họ đã lấy 2 ngôi làng, bữa nay tiếp tục lấy thêm một ngôi làng. Họ nói là như vậy. Thì cái bản tin như vậy nó thường xuyên nó được loan tỏa ra rất là nhiều, nhưng mà thực hư như thế nào thì các cái vị hỏi Nguyên cũng không có biết. Thì thực tế những cái nơi đó nó không thể nào xác định được, vì cái nơi đó là vẫn cái nơi giao tranh. Chúng ta chưa biết được, xác định được có nhiều khi ngộ lắm, có 2 ông 3 ông nghe nào đó nửa đêm trà trộn vào bắt đầu cắm một cái lá cờ, nửa đêm trà trộn vào cắm cái lá cờ, chụp cái tấm hình
chụp tấm hình cái chui trốn ra khỏi, rồi xong rồi đăng lên trên mạng xã hội, ngôi làng đó tôi lấy rồi. Thường xuyên là như vậy. Hiện bây giờ thì chưa rõ được là cái sự đà tiến công của Nga như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy được là phía bên Ukraine họ cũng không quá lo lắng. Tuy rằng gần đây thì Ukraine đã có thừa nhận là trên nhiều mặt trận chiến trường họ đang gặp khó, chứ không phải là không có. Nhưng mà họ vẫn có một cái niềm tin rằng là cuộc chiến tranh này nó sẽ có lợi cho họ. Họ không e ngại cái điều đó. Họ biết là Nga đang nỗ lực đánh bực ra họ khỏi cái khu vực kết, hay là muốn chiếm nhiều thêm lãnh thổ ở khu vực Donbass. Nhưng mà họ không e ngại và cũng không sợ. Nên thấy được là họ có cái niềm tin. Cô chú anh chị em cũng biết rằng hiện bây giờ Ukraine họ chưa có phản công. Ukraine họ chưa có phản công. Họ có khả năng phản công, nhưng họ chờ đợi. Họ chờ đợi thời cơ. Hiện bây giờ là cái lực lượng không quân F-16 của Ukraine, người ta kêu là bỗng nhiên không thấy dấu bóng dáng đâu nữa. Cách đây không lâu thì có một cái lần F-16 đã ra trận, lần đầu tiên ra trận, đã bắn rơi Su-34 của Nga ở khu vực Donetsk duy nhất. Sau đó thì lực lượng không quân F-16 đã mất tích hoàn toàn luôn. Hiện bây giờ đối với Nga đây là cái điều lo lắng nhất. Vì Nga muốn biết căn cứ nằm ở chỗ nào để Nga oanh tạc, Nga tấn công, Nga tiêu hủy. Và Nga cũng biết để mà Nga phòng thủ cuộc tấn công của Ukraine. Còn bây giờ là Ukraine đã giấu hoàn toàn F-16 hết. 16 đã nằm trong sự bí mật không tiết lộ. Và F-16 cũng là những lá bài mà Ukraine chưa sử dụng trên chiến trường. Hiện bây giờ Ukraine chưa sử dụng nó trên chiến trường. Ukraine chưa sử dụng nó để tấn công. Ukraine chỉ có mới ra mặt lần đầu tiên. Chỉ có hai chiếc lần đầu tiên đã bắn rơi Su-34 là hơi. Và từ lúc đó thì hiện bây giờ ai cũng muốn tìm hiểu, cả luôn những người Ukraine cũng muốn tìm hiểu căn cứ không quân F-16 hiện bây giờ đang ở đâu. Nên là đối với Nguyên là Ukraine họ đang chờ đợi thời cơ. Nguyên nghĩ là cái thời cơ của họ chờ đợi, Nguyên nghĩ không biết chừng nào. Nhưng mà đối với Nguyên nó cũng sau cái bầu cử. Phải đợi sau cái bầu cử Mỹ. Vì chúng ta nó cận kề rồi, chắc như vậy bầu cử Mỹ nó xác đích rồi. Nó xác đích rồi. Nên là ai cũng chờ đợi cái bầu cử của Mỹ. Putin cũng vậy, Putin cũng chờ đợi cái bầu cử của Mỹ để đưa ra cái quyết định trong tương lai với Ukraine như thế nào. Đàm phán hay tiếp tục cuộc chiến. Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái bầu cử kế tiếp. Và cái người tân tổng thống kế tiếp họ có cái đường lối gì về vấn đề Ukraine và Nga. Đường lối nó mềm mỏng, cứng rắn, mãnh liệt như thế nào thì chúng ta không biết. Vì ứng cử viên không phải là tổng thống, vì là tổng thống rồi mới biết được. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề mà của F-16 mà có nhiều người đang trọng tâm để ý rất là nhiều. Về cái mặt cả thế giới ngày hôm nay thì bữa nay thì có bài phát biểu của ông Olaf Scholz, thủ tướng của Đức, cũng nên rất là nhiều người chú ý. Bài phát biểu của ông Olaf Scholz ở tại Bỉ, ông ta nói rằng là chúng ta phải tìm ra tất cả những biện pháp có thể để ngăn chặn cuộc chiến tranh này. Thì cái điều này đó là cái mong đợi của mọi người thôi. Nói thực tế thì chính bản thân của Nguyên thì cũng mệt mỏi. Nói thực tế là đưa tin một cái đề tài mà mình đưa tin gần 3 năm rồi các bạn. Một cái đề tài mà viết mà mình nói viết bây giờ, Nguyên cảm giác là Nguyên bây giờ là đi học tiếng Ukraine là Nguyên giỏi lắm đó. Cái đề tài viết là mình bây giờ mấy ông chánh trị Ukraine, Nguyên còn tưởng mấy ổng là người thân của Nguyên đó. Nhìn mặt mấy ổng viết hoài, viết ngày nào cũng nhìn, đọc báo mấy ổng hoài viết là... Thì một cái đề tài mà mình nói gần 3 năm rồi. Nên là chấm dứt cuộc chiến tranh để mình mở ra một cái trang mới. Một cái trang mới khi thế giới nó có nhiều vấn đề để mà nói chuyện lắm. Thế giới là vấn đề của bây giờ Nam Hàn và Bắc Hàn nó đang sôi động mà Nguyên đang rất là hứng thú nè. Thì có nhiều vấn đề mà chúng ta có thể tâm tình chia sẻ ngoài cái vấn đề cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga. Nhưng mà tiếc thay thì các quý vị mến thương cũng thấy đó. Cuộc chiến tranh nó không chấm dứt. Thì ngày hôm nay ông Olaf Scholz á, ổng mới có một cái lời phát biểu là ổng tìm phải tất cả biện pháp để chấm dứt cuộc chiến này. Thì Nguyên không biết ông tìm được hay không. Cái điều đó là Nguyên thấy hơi bị khó đó. Hơi bị khó. Vì hiện bây giờ đối với Nguyên đó, chỉ có thể là bắt Trump lên nó có một sự thay đổi nào đó thôi. Nguyên không biết. Nguyên cũng không khẳng định cái điều đó. Chứ bây giờ mà Nguyên thấy những cái người vừa qua rồi đó, biết bao nhiêu người rồi, rất là tài giỏi. Tổng thư ký của Liên minh NATO ông cũ nha, John Stoltenberg ha. Hay là bà chủ tịch Liên minh châu Âu bây giờ, bà Ursula von der Leyen, cũng là những người tuyệt vời đó, nhưng không ai làm được gì hết. Đúng không?
là những cái người mà Nguyên nói là những cái người là có một cái trình độ và có một cái khả năng rất là tuyệt vời đó, nhưng cũng không làm được gì. Nên là cái mong đợi của ông thủ tướng của Đức, ông Olaf Scholz đó, đó chỉ là mong đợi thôi. Khi lúc đó cả thế giới đang hướng về ở tại đất nước Mỹ và đang muốn biết được cái kết quả trình bày của Tổng thống Zelensky với cái kế hoạch hòa bình của mình như thế nào, thì Điện Kremlin đã có phản hồi. Điện Kremlin đã phản hồi. Ngày hôm nay thì ông Dmitry Peskov đã trả lời trước báo chí của Nga sau khi người ta hỏi một cái câu là ông đánh giá như thế nào cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky. Thì ông Dmitry Peskov thế nói bây giờ tôi cũng không biết rõ cái kế hoạch nó nữa. Vì cái kế hoạch đó nó hiện về nó cũng chưa được rõ mà, cũng chưa được rõ, không ai biết rõ đâu. Chúng tôi cũng không biết rõ nên chúng tôi cũng không có cái gì để đánh giá nó hết. Chỉ có điều là tôi có một cái lời thông điệp gửi cho Ukraine biết là tỉnh giấc đi Ukraine ơi. Ukraine tỉnh giấc đi, đừng mơ nữa. Đừng mơ nữa. Đừng nằm mơ nữa Ukraine à. Cái gì mà cái kế hoạch chiến thắng không có chiến thắng được đâu, đừng mơ. Tỉnh giấc lại đi. Thì đây là cái lời mỉa mai của phía bên Nga dành cho Ukraine. Tuy rằng ổng không có đánh giá về cái kế hoạch vì ổng nói ổng không biết rõ kế hoạch, thì ổng nói cái gì mà cái kế hoạch chiến thắng làm gì có chuyện đó, đừng mơ nữa, tỉnh giấc lại đi. Thì chúng ta đều biết ngày hôm nay thì cái vấn đề người ta nói rồi khó lắm, trong cái bối cảnh bây giờ đó kêu bây giờ đàm phán khó khăn lắm. Một là Nga phải bại thật là bại, hai là Nga phải ở vị thế chiến thắng Nga mới đàm phán, chứ mà nửa 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 nạt nửa mở kiểu này á không có đàm phán nữa. Một là Nga bại trận, Nga không thể nào, Nga bị đánh lùi, Nga bị gặp nhiều khó khăn, Nga bại ở nhiều mặt, Nga bắt buộc phải thỏa thuận hòa bình. Hai là Nga chiến thắng, Nga đánh lùi Ukraine ra khỏi kết, Nga lấy hết Donbass, Nga sẽ đàm phán. Chứ mà nửa nẹt nửa mở, phân nửa kiểu này là không, không bao giờ có đâu các quý vị à. Bây giờ không có lợi cho Nga, đàm phán bây giờ nó không có lợi cho Nga. Đó là Nga sẽ không bao giờ đàm phán. Nên là đối với Nguyên á, cứ mấy ông châu Âu được cứ do dự hoài như khi mệt. Nguyên nói thật với các như vậy là mình làm thông tin chính trị đó, mình nghe mấy ông nói giết mà mình tức cho Ukraine thiệt. Nguyên nói thật mà Nguyên tức. Nói trời ơi mấy anh cha nó trời ơi. Tất nhiên là mình không phải là họ, tại vì mình không có một cái vai trò trách nhiệm gì cả. Mình nhìn với một cái khía cạnh là mình là một cái người đứng bề ngoài. Nhưng mà cái cách họ hành xử đó, Nguyên thấy họ do dự, họ sợ trước, họ sợ sau. Trời ơi, họ sợ cái gì cũng sợ. Họ làm tự ơn, Nguyên không thấy giống như là họ cảm giác họ tự làm khó dễ mình. Khi lúc đó phía bên Nga họ không làm cái gì hết. Mà ở đây là họ lo, trời ơi, lo trước, lo sau, lo đủ thứ chuyện. Lo đủ thứ chuyện cả. Nên đối với Nguyên, cái cách hành xử của Liên minh NATO nói chung đó, không riêng về cái quốc gia nào đó, là những cái hành xử yếu kém, Nguyên đã nói rồi. Trong cái giai đoạn chiến tranh, chúng ta cần những nhà lãnh tụ dứt khoát. Trong giai đoạn bình, chúng ta cần những nhà lãnh tụ lề mề. Tại sao vậy? Vì trong giai đoạn bình á, hòa bình á, mấy ông lãnh tụ lề mề để từ từ ổng quyết định, ổng suy nghĩ, ổng đắn đo để ổng chọn cái biện pháp tốt. Nhưng trong giai đoạn chiến tranh, chúng ta không có thời gian làm điều đó. Chúng ta không có thời gian để mà lề mề, để mà họp, mà chúng ta cần có những người đưa ra cái biện pháp nhanh, gọn lẹ và quyết đoán. Vì cái thời gian chúng ta lề mề là chúng ta tạo cái cơ hội cho kẻ địch. Chúng ta tạo cái cơ hội cho kẻ địch. Nên là nhà lãnh tụ nó không phải lúc nào cũng chọn đúng lúc. Cũng giống như Nguyên thấy đợt này của Nhật Bản họ chọn đúng. Tình trạng đất nước nguy hiểm, chọn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Thủ tướng. Không chọn ông Kinh tế. Chọn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Thủ tướng, không chọn ông Kinh tế. Bây giờ cái giai đoạn đất nước nguy hiểm, cần vấn đề an ninh. Mình phải áp dụng đúng người, đúng thời điểm, đúng giai đoạn. Chứ không phải là người nào cũng phù hợp tất cả giai đoạn cả. Nên là thời bình á, thì cần những người lãnh tụ như thế này, thời chiến thì cần những người lãnh tụ như khác. Vì cái điều đó thì nó mới phù hợp trong những cái sự biến cố bất ngờ nó xảy ra. Khi lúc đó thì cô chú anh chị em cũng biết đó, những cái khối độc tài nó sắp sửa nó liên kết nhau rồi. Nó liên kết rồi chứ không phải là nó sắp sửa nữa. Trung Quốc và Nga, Nga, Iran, Nga, Bắc Hàn, các quý vị thấy hết rồi, đúng không? Mà bây giờ mà những cái nhà lãnh tụ của NATO và châu Âu đó, họ cứ mềm mỏng như thế này, họ cứ e ngại như thế này, thì làm sao làm được việc?
Đó là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc của chú và anh chị. Đó là đối với Nguyên làm chương trình một thời gian khá dài rồi đó, thì Nguyên đánh giá là cái cách hành xử của lực lượng NATO đó cực kỳ là chậm, cực kỳ là chậm. Tới bây giờ những cái quyết định quả quyết về vấn đề hòa tiễn vẫn chưa thống nhất. Có nhiều người cho rằng là Tổng thống Zelensky đang cố gắng tối đa để mà thúc đẩy Tổng thống Joe Biden để yểm trợ cho Ukraine hết nhiệm kỳ. Thực tế ai cũng muốn điều đó. Chính bản thân của Nguyên cũng muốn là Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra cái gói trợ cấp cho năm 2025 cho Ukraine trước khi tân Tổng thống kế tiếp. Nhưng mà Tổng thống Joe bây giờ ông ta không còn quyền lực nữa. Nói thật, tội nghiệp Tổng thống Joe lắm. Tuy rằng trong hiến pháp, trong luật pháp thì ổng là người nắm quyền đó, nhưng thực tế thì, nhưng mà cái ngược là cái khả năng của ổng được người ta ủng hộ nó hoàn toàn là con số không. Bây giờ ai cũng đang đặt cược đến bà Harry và bác Trump hết. Người ta đã quên lãng bác Joe rồi nha. Hiện bây giờ tất cả những đảng phái chính trị thì người ta đang đặt cược, người ta quên lãng bác Joe rồi. Tiếng nói của bác Joe bây giờ đó chẳng ai thèm nghe. Nguyên nói cái câu này thì nhiều người sẽ không đồng ý. Điển hình đi, các quý vị cũng biết cái bản tin mà bà Nancy đến bây giờ bà chưa nói chuyện với bác Joe. Sau khi bà kêu bác Joe nhường lại cái vị trí ứng cử viên cho bà phó tổng thống, đến bây giờ bà Nancy vẫn chưa nói chuyện với bác Joe. Để cho các người biết là cái vị thế của bác Joe nhà ta cuối đời, cuối nhiệm kỳ nó xấu như thế nào. Ta cũng tội cho bác Joe lắm, sức khỏe thì lại không tốt. Rồi có thể nói là bác Joe là trong những người bị người ta ruồng bỏ giây phút cuối cùng. Nên là bữa nay thì bác Trump, bác có một cái lời ghẹo bác Joe nói về cái vấn đề này. Để chúng ta thấy được ngày hôm nay thì Ukraine họ đang muốn tối đa trong cái thời gian mà còn vài tháng nữa bác Joe còn đang nắm quyền đó. Họ đang muốn thúc đẩy tối đa cái vấn đề yểm trợ. Nhưng mà đáng tiếc thì bác Joe bây giờ, cái vị thế của bác Joe tại Mỹ á, nó không còn là cái vị thế mạnh nữa. Nên đó là cái điều đáng tiếc. Đây là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga ngày hôm nay. Một lần nữa cho Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em và các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Bye bye các bạn. Tiếng anh hát giữa Sài Gòn, anh em ơi đứng lên đáp lời sông núi. Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát vừa nào, này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh, vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói tên. Làm sao cho núi sông này luôn vững bền. Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội, tay em nắm cao đáp lời sông núi. Tôi nghe như hồn thiêng núi sông môi khúc trong diên hồng, cho tôi hát vang lời khúc ca rộn ràng. Thủ nước lấy máu đào đen bao, dù cho thấy vơi trên thương đau, nói giống lúc biên phải cần giải nguy. Người công dân ơi máu hiến thân dưới cờ, này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh, nghìn năm dòng giống là thơm. Thank you.
giữa Sài Gòn. Anh em ơi đứng lên đạp đời sông núi. Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát thuở nào. Này công dân ơi đứng lên đạp đời sông núi. Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh. Vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội, tay em nắm cao đạp lời sông núi. Tôi nghe như hồn thiêng núi sông thôi thúc trong diên hồng. Cho tôi hát vang lời quốc ca rộn ràng. Thủ nước với máu đào đem bao, dù cho thấy vơi trên gương giáo. Nói giống lúc biên phải cần giải nghi. Người công dân ơi mau hiến thân dưới cờ. Này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh. Nghìn năm dòng sông Lạc Hồng, dòng sông Lạc Hồng. Này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh. Nghìn năm dòng sông Lạc Hồng.